Theo sự yêu cầu của một số anh em ở dưới miền Tây thì đi đánh con chích ré ban đêm thì hay xuất hiện, ví dụ như là chim quất 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 á anh em, hay còn gọi là quất bụi hoặc quất người trắng với lại gà đồng, thì anh em dùng cái file này đánh kết hợp, anh em mở lên một lần nó kêu chung vô hết thì đánh một đêm nó thu hoạch được nhiều loại hơn anh em, chứ không có riêng mở một tiếng chích rồi lát nữa mở tiếng quất gà đồng thì nó mất thời gian, nhiều khi những con khác nó bay ngang nó về nhưng không vô thì đánh như vậy nó hiệu quả hơn. Anh em nào cần ghép con gì hay là tư vấn gì thì anh em cứ liên hệ với Thuận để Thuận chỉnh sửa cắt ghép cho anh em như ý, đánh hài lòng hơn. Cảm ơn anh em rất nhiều. Đây là file của con le le nâu, chim này là đánh lưới đêm nha anh em. Anh em cần file này thì liên hệ số điện thoại trên màn hình. Ngoài ra Thuận còn tất cả các loại tiếng đánh chim đêm như chích rẽ, sâm cầm, tu hú, vịt trời và tất cả các loại chim. Anh em nào cần thì liên hệ số điện thoại, thì file này là Thuận đã chèn tiếng nhạc vào. Anh em nào cần thì Thuận sẽ giao dịch anh em file chuẩn không có tiếng nhạc. Cảm ơn anh em rất nhiều.